lựa chọn những góc khuất, tuyến đường cong hay những nơi có biển báo chỉ dẫn khó quan sát, khiến người tham gia giao thông dễ vi phạm để lập chốt. Nhiều đội cảnh sát giao thông thủ đô làm tiền như ảo thuật. Trong nhiều ngày, những phóng viên tiền phong thực hiện phóng sự này, có một câu hỏi luôn xuất hiện: tại sao lại có sự ngang nhiên đến như vậy? Thậm chí, một số chốt còn xuất hiện những đối tượng lạ mặt hỗ trợ cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 10 giờ 52 phút ngày 7 tháng 3, tại chốt cầu Sông Đuống, một nam thanh niên di chuyển từ đường Hà Huy Tập Gia Lâm hướng về cầu Đuống thì bị cảnh sát giao thông dừng xe vì lỗi xi nhan. Vừa đến trước mặt viên cảnh sát, nam thanh niên nhanh chóng rút một tờ 200.000 đồng để ngay dưới tập hồ sơ. Một lát sau, viên cảnh sát thò tay xuống tập hồ sơ luôn một cách khéo léo, rồi đút tờ 200.000 đồng vào túi mà không cần kiểm tra bất kỳ loại giấy tờ nào. Cả quy trình dừng xe và xử lý lỗi chỉ đến vài chục giây. 13 giờ 47 phút ngày 8 tháng 3, cũng tại chốt giao thông trên, người đàn ông mặc áo xanh đang trao đổi với viên cảnh sát về lỗi vi phạm. Cùng lúc đó, một người phụ nữ khác chạy đến để giải thích điều gì đó với viên cảnh sát. Tuy nhiên, khi người đàn ông mặc áo xanh tiến sát về phía trước, tỏ vẻ ngăn viên cảnh sát lập biên bản, thì ngay lập tức, vị này chỉ tay yêu cầu người phụ nữ tránh xa để anh ta làm việc. Chưa đầy một phút sau, viên cảnh sát chỉ tay xuống tập hồ sơ. Cùng lúc này, người đàn ông áo xanh rút từ trong ví ra 200.000 đồng. Đặt lên tập hồ sơ của viên cảnh sát, rồi lấy giấy tờ mà không cần bất kỳ một biên bản nào. Có trường hợp vi phạm, không có tiền nộp phạt, đứng năn nỉ, xin xỏ cả tiếng đồng hồ, vẫn bị lập biên bản. Còn trường hợp biết ý, chọn làm luật nhanh thì xử lý chưa đến vài chục giây. Như trường hợp của hai nam thanh niên này, vừa đến gặp viên cảnh sát, nam thanh niên áo tím rút ngay ra 3 tờ tiền rồi lấy chìa khóa rời đi. Tại ngã tư đường Thái Hà giao với đường Hoàng Cầu, biển báo cấm rẽ trái được đặt phía bên phải đường, nhưng cảnh sát giao thông không đứng ở ngã tư để hướng dẫn mà lập chốt cách đó 50m để bắt người vi phạm. Vì thế, liên tục các trường hợp bị cảnh sát giao thông bắt lỗi. Chỉ trong buổi sáng ngày 7 tháng 3, theo quan sát của chúng tôi, có hàng chục trường hợp bị xử lý. Tuy nhiên, ở chốt này, các trường hợp đều được cảnh sát giao thông làm luật nhanh với mức phí từ 100.000 đến 200.000 đồng cho mỗi lỗi vi phạm. Tại ngã tư đường Nguyễn Phúc Sắc giao với đường Trần Quốc Hoàn, một lượng lớn các phương tiện giao thông thường mắc lỗi lấn làn và rẽ sai làn khi chuyển về hướng đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Tại chốt giao thông này, dường như tất cả các lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy lẫn ô tô đều được làm luật nhanh với mức phí chung là 300.000 đồng. Nhiều trường hợp năn nỉ, treo kéo, xin giảm tiền làm luật thì được cảnh giao thông đáp lại bằng một thái độ thờ ơ. Giờ 23 phút ngày 2 tháng 3, chiếc xe máy do cô gái điều khiển từ đường Nguyễn Phong Sắc hướng về đường Xuân Thủy liền bị viên cảnh sát dừng xe do lỗi lấn làn. Làm việc với viên cảnh sát, cô gái cầm những tờ tiền trên tay, năn nỉ tỏ vẻ xin được giảm tiền làm luật, nhưng viên cảnh sát không đồng ý và liên tục gạt tay đuổi cô ra ngoài. Sau khoảng 10 phút thương lượng bất thành, cô gái liền rút trong ví ra 300.000 đồng, gồm một tờ 100.000 đồng và một tờ 200.000 đồng đưa cho viên cảnh sát. Lúc này, viên cảnh sát mới chịu nhận và trả lại giấy tờ xe. Có trường hợp đưa thừa số tiền làm luật thì được cảnh sát giao thông rút ngay tiền để sẵn trong cabin ô tô để trả lại cho người vi phạm.
16 giờ 2 phút cùng ngày, một chiếc ô tô màu trắng do người đàn ông điều khiển bị viên cảnh sát dừng xe. Người đàn ông không hiểu lý do vì sao, bèn tranh luận với viên cảnh sát. Một lát sau, khi đã biết lỗi vi phạm, người đàn ông áo xanh chạy vào phía cánh cửa xe tải để làm việc với viên cảnh sát tại đây thì nhận được thông báo làm luật nhanh với mức phí 300.000 đồng. Tuy nhiên, móc trong túi, sờ khắp người, chỉ thấy có 20.000 đồng. Người đàn ông này bèn chạy nhanh ra xe để lấy một tờ 100.000 đồng và một tờ 200.000 đồng. Rồi chạy vào đặt những tờ tiền lên tập hồ sơ của viên cảnh sát mà không có bất kỳ biên bản nào. Qua nhiều ngày quan sát, chúng tôi phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt, đội chiếc mũ lưỡi chai, không phải là người vi phạm nhưng luôn có mặt túc trực tại đây. Lúc thì chạy đến ghé tai trao đổi điều gì đó với viên cảnh sát. Lúc đứng cạnh nói chuyện với người vi phạm. Mỗi khi người vi phạm đang phân vân chưa biết xử lý như thế nào, người này lập tức đến tư vấn, khiến người vi phạm sau đó lựa chọn cách làm luật nhanh. Cuối buổi làm việc, một viên cảnh sát gọi người lạ mặt ra sau cánh cửa xe tải rồi đưa một cái gì đó. Khi các viên cảnh sát kết thúc giờ làm việc, cũng là lúc kẻ lạ mặt này lên xe rời khỏi điểm chốt.